Xin chào các bạn, bác sĩ Quân đã trở lại đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ giải đáp một cái vấn đề mà tôi thấy rất là nhiều bạn đi học mà bắt đầu về chuyên khoa lâm sàng đó rất là có sự nhầm lẫn hoặc là lúng túng hoặc là băn khoăn trong cái việc đánh giá viêm ở tiền phòng mà người ta gọi là cell và flare. Ngoài ra một số các sách thì người ta có nói đến cái tin đan effect, tức là cái dấu tin đan. Thì cái này cũng rất là dễ nhầm lẫn với cell và flare. Thì tôi nghĩ đây là một cái thời điểm rất tốt để tôi có thể giải thích cho các bạn và hy vọng là có thể giúp được cho các bạn trong quá trình thực hành lâm sàng của mình. Vậy thì khi đánh giá về viêm của tiền phòng thì người ta sẽ đánh giá hai mặt. Mặt thứ nhất là đánh giá các cái tế bào viêm, tức là đánh giá chính các cái tế bào bạch cầu. Và cái thứ hai đó chính là đánh giá cái protein do viêm sản xuất ra, do cái quá trình viêm mạch máu nó sẽ phóng thích ra các cái protein. Thì đấy chính là cái nguyên nhân mà người ta đưa ra cái bảng phân loại này. Đánh giá cell tức là đánh giá chính những tế bào ở bên trong tiền phòng, còn đánh giá flare thì đánh giá chính những protein do quá trình viêm. Mọi người thống nhất với nhau là khi đánh giá viêm trong tiền phòng, người ta sẽ dùng cái bảng phân loại của Sun, tức là the standardization of uveitis nomenclature, tức là chuẩn hóa về danh pháp viêm màu đào. Cái này thì được đăng trong báo American Journal of Ophthalmology năm 2005, cũng khá là lâu rồi. Vậy thì trong cái hình này thì chúng ta thấy này, trong cái hình này chúng ta thấy này là cái cell chính là những cái tế bào bạch cầu, chính là những cái chấm 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 trắng ở trong này, và những cái flare flare chính là cái khoảng không gian giữa các cái chấm này, nó có độ mờ 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 đục đục, thì đấy chính là cái flare. Cái flare này như ban nãy tôi nói chính là các cái protein ở trong cái buồng, trong cái buồng anterior chamber, là buồng tiền phòng. Đó. Nhiều quá giờ lẫn lộn hết trơn rồi. Ok, vậy thì mình đánh giá cái này như thế nào? Thì các bạn nhìn thấy đây, người ta quy ước khi đánh giá cell đó là mình phải dùng cái đèn khe với kích thước là 1 x 1 mm, và người ta sẽ đếm xem trong cái vùng quang trường 1 x 1 mm đó thì có bao nhiêu cái chấm tế bào này. À, một cách đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là 0 thì là dưới 1 này, cộng 0.5 là 1 đến 5, 1 thì là 6, 15, 2 là 16 đến 25 tế bào, 3 là 26 đến 50 và 4 là trên 50. Thì khi mình nhìn cái này á, thì là cái vấn đề đau đầu nhất của tất cả các bạn là làm sao mà nhớ đây. Quá khó nhớ. Thế giờ tôi nói các bạn này một cách rất là dễ nhớ nha, là các bạn nhớ tứ quý năm. Tứ quý năm là bốn con số năm thôi. Bốn con số năm là nhớ cái gì? Là 5, 15, 25 và 50. Ok, 5, 15, 25 và 50. Nếu mà dưới 50 thì là 3, dưới 25 thì là 2, dưới 15 thì là 1. À, bây giờ mình nhìn cái con số này, mình nhớ con số 25 thì con số 2 ở đầu tiên này tương ứng với độ 2, số 15 thì số 1 này tương ứng với độ 1. Ok, như vậy rất là dễ nhớ. Nếu mà dưới 15 chính là độ 1, dưới 25 chính là độ 2, dưới 50 chính là độ 3 và trên 50 độ 4. Còn dưới 5 thì đương nhiên là 0,5, cộng 0,5. Như vậy là các bạn đã có cách để các bạn nhớ rồi, đúng không nào? Thế bây giờ đến cái đánh giá flare. Đánh giá flare thì cái độ mờ của cái tiền phòng này, để mô tả cho các bạn một cách các bạn có thể dễ hình dung, nó cũng giống như là các bạn đi ăn phở vậy đó. Thì các bạn có thể có yêu cầu người ta cho nước trong và nước đục. Thì cái nước trong thì đấy là cái flare nó thấp, còn nước đục tức là có nhiều protein đó, thì cái flare nó cao hơn. Nó sẽ, nếu có nhiều flare thì nó sẽ gây mờ các cái chi tiết ở phía sau nó. Như vậy nếu như chúng ta muốn nhớ thì chúng ta cũng rất là đơn giản. Nếu mà chúng ta thấy cái tiền phòng nó đặc quánh lại, chúng ta nhìn thấy rõ ràng nó đặc, hoặc là nó có free beam, cái sợi free beam, hoặc là có mủ trong tiền phòng, thì chắc chắn là độ cao nhất là độ 4. Ok, như vậy nếu các bạn thấy có mủ tiền phòng hoặc free beam tiền phòng thì khỏi cần suy nghĩ, nó là độ 4 rồi. Thế còn nếu như mà chúng ta thấy cái độ mờ đó mà nó làm bớt cái chi tiết ở trên cái mống mắt này đi, làm giảm cái chuyện mình thấy cái chi tiết ở trên mống mắt, thì đấy là độ 3. Còn
chúng ta vẫn còn thấy rõ cái chi tiết trên mống mắt thì là độ 2, đúng không nào? Còn không có cái hiện tượng cái đá mờ như là sương mù này thì nó là không rồi, thì cái khoảng từ 0 đến cái khoảng mà nó có mà nó vẫn chưa che chi tiết của đồng tử thì cái đoạn ở giữa chính là độ 1, đúng không nào? Tức là giữa độ 0 và độ 2 thì nó là độ 1. Vậy thì trên lâm sàng làm sao mà đánh giá được cái hiện tượng này một cách chính xác nhất? Thì cái kỹ thuật của bạn khám là như thế này, các bạn sẽ chiếu ánh đèn từ phía thái dương vào. Ví dụ như ở đây là mắt phải, chúng ta chiếu làm sao có cái tia sáng đi vào từ phía thái dương. Và cái tia ở trên đồng tử, cái tia ở trên cái mống mắt, làm sao có cái cho cái tia này nó nằm ở phía bên phải này, phía bên kia của cái đồng tử. Mục đích để làm sao? Mục đích là chúng ta có cái khoảng tối ở giữa. Khoảng tối ở giữa này chính là cái diện đồng tử đấy, để chúng ta có thể hoàn toàn được đánh giá cái hiện tượng self reflect. Tôi nhắc lại, chúng ta chiếu cái ánh sáng từ bên thái dương vào, làm sao cho cái ánh sáng hiện lên ở cái mống mắt, nó hiện ở bên đối bên của đồng tử, để cho chúng ta thấy cái khoảng tối của đồng tử này chính là nơi chúng ta đánh giá cái self reflect một cách rõ nhất. Và chúng ta đương nhiên chúng ta sẽ điều chỉnh cái đèn khe nó focus vào đúng cái khoảng cách này, cái khoảng giữa tiền phòng, cái chỗ sâu nhất của tiền phòng mà có cái nền là cái đồng tử phía sau nó tối. Thế giờ chúng ta sẽ qua một cái chúng ta hay nhầm lẫn, đó chính là cái hiện tượng tin đan. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về vật lý học tin đan là gì. Tin đan là cái hiện tượng mà ánh sáng bị tán xạ khi đi qua một dung dịch keo, tức là một cái dung dịch mà trong đó nó có các cái phân tử, có các phân tử có kích thước từ 1 đến 1.000 nanomet. Thì đối với những cái dung dịch là solution chẳng hạn, thì cái phân tử nó có kích thước nhỏ hơn, do đó là cái ánh sáng nó không bị tán xạ. Chúng ta nhìn thấy những cái hình này, thì ví dụ như chúng ta có nước, nó một cái solution, thì cái ánh sáng đi ngang qua nó sẽ không nó không bị tán xạ. Còn nếu mà đi qua dung dịch keo chẳng hạn, tức là có phân tử có đường kính từ 1 đến 1.000 nanomet, thì chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng tia sáng nó đi ngang qua đây. Còn nếu mà có một cái dịch treo thì các phân tử nó còn lớn hơn nữa, thì cái hiện tượng này chúng ta còn nhìn thấy rõ hơn nữa. Thì cái lượng ánh sáng mà nó bị tán xạ ở trong cái chỗ mà ánh sáng đi qua đó, nó phụ thuộc cái phân tử này thì đúng rồi ha, và nó còn phụ thuộc cái bước sóng ánh sáng tới. Nếu mà bước sóng càng ngắn thì cái ánh sáng bị tán xạ nhiều hơn đó. Thì chúng ta biết là cái bước sóng ngắn ví dụ như là màu xanh thì nó sẽ bị tán xạ nhiều hơn. Thì hiện tượng tin đan này ở trong tự nhiên mình sẽ thấy khi nào? Mình sẽ thấy là giống như khi mình ngồi ngắm không phải ngắm người đẹp mà là ngắm qua khung cửa sổ, thì mình sẽ thấy ánh sáng chiếu vào mà nhìn thấy là cái luồng tia sáng nó đi vào nhờ có các cái phân tử bụi ở trong không khí, đúng không nào? Đây chính là hiện tượng tin đan, người ta gọi là tin đan dương tính, nếu mà chúng ta nói về mặt khám lâm sàng thì là tin đan dương tính. Như vậy ứng dụng ở mắt khi khám thì như thế nào là tin đan dương tính? Ở mắt khi mà mình khám mà mình thấy cái tia sáng nó đi ngang qua cái môi trường đó, mà mình nhìn thấy được tia sáng đi ngang qua môi trường đó thì là tin đan dương tính rồi nha. Bây giờ chúng ta quay trở lại hình trước thì chúng ta thấy khi mà cái ánh sáng chúng ta cắt cái đèn khe đi ngang qua mà chúng ta nhìn thấy được cái vị trí của tia sáng đi ngang qua như thế này. Giống như là người ta chỉ mũi tên đây, thì cái này là tin đan dương tính. Thì như tôi nói, cái chuyện mà chúng ta nhìn thấy được tia sáng đi ngang qua này chẳng qua là do có các cái phân tử mà có cái khối lượng phân tử nhất định, có cái kích thước nhất định ở trong đó khiến cho ánh sáng bị tán xạ. Đây chúng ta thấy một cái đèn pin, chúng ta chiếu qua ba dung dịch nước, dung dịch keo ở đây là sữa, và dung dịch dạng treo là bột mì và nước. Thì ở dung dịch nước này thì chúng ta không thấy cái nguồn ánh sáng đi ngang qua, đúng không? Tức là nó không bị tán xạ. Còn cái dung dịch keo này chúng ta thấy cái luồng ánh sáng đi ngang qua, và dung dịch treo này cũng thấy nguồn ánh sáng đi ngang qua. Như vậy chỉ cần thấy cái nguồn sáng mà hiển thị bên trong cái môi trường đó thì đã được gọi là tin đan dương tính rồi. Thì rõ ràng cái tin đan dương tính nó chỉ mang ý nghĩa là trong cái môi trường đó, ở mắt, trong môi trường đó nó có protein, chứ nó không đánh giá được một cách định lượng, tương đối định lượng thôi, chứ còn chuyện chúng ta định lượng đây cũng tương đối là chủ quan.
là cái mức độ nó là bao nhiêu. Thì chúng ta nếu đánh giá cái flare thì chúng ta có thể đánh giá nó mức độ từ 0 đến 4 đúng không? Chứ còn tin đan thì có dương với âm tính thôi. Tin đan chỉ có mang ý nghĩa là chúng ta thấy được cái tia sáng đi qua cái môi trường đó. Vậy thôi. Thế ngoài ra trên lâm sàng các chị các bạn còn có thể thấy cái hiện tượng, tức là các cái cell này nó sẽ di chuyển theo cái vòng xoáy. Nó sẽ đi từ phía mi mắt này. Xin lỗi. Đi từ cái mống mắt này, nó vòng xuống dưới, đi vòng lên rồi vòng xuống. Đặc biệt trong các trường hợp viêm màng bầu đào, chúng ta thấy cái hiện tượng nó đi lòng vòng như thế này. Cái lý do mà các cái phân tử này nó chạy lòng vòng như vậy đó chính là hiện tượng đối lưu. Đối lưu tức là cái hiện tượng mà dòng nước nó dịch chuyển từ nơi có nguồn nước ấm có nhiệt độ cao hơn đến cái nguồn nước lạnh hơn. Thì chúng ta thấy là ở cái mống mắt này á, thì nó có nhiệt độ cao hơn. Do đó cái phân tử nó sẽ di chuyển từ phía mống mắt này ra phía trước là nơi có nhiệt độ thấp hơn, và như vậy nó sẽ chạy lòng vòng trong cái bán trong cái tiền phòng như vậy. Đấy là lý do tại sao chúng ta thấy cái hiện tượng chạy lòng vòng ở trong cái tiền phòng. Vâng thưa các bạn, như vậy là tôi đã trao đổi xong với các bạn về cái đánh giá viêm và đánh giá hoạt tính của cái viêm trong cái tiền phòng. Hy vọng là các bạn đã tìm được những thông tin hữu ích, và các bạn đừng quên ủng hộ bác sĩ Quân làm thêm nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Goodbye for now.